Tiếp theo chúng ta sẽ học bài 43, viết các số đo diện tích dưới dạng số đất phân. Decimét vuông, mét vuông đến decimét vuông. Mét vuông đến decimét vuông, hai đơn vị liền kề nhau sẽ hơn kém nhau 100 lần. Mét vuông là đơn vị lớn hơn decimét vuông. Như vậy, từ decimét vuông đổi sang mét vuông sẽ là 62 decimét vuông đổi sang mét vuông sẽ là 0,62. Vậy sẽ là 3,62 mét vuông. Thì B 4,03. Thì C 0,37. Cm rồi đến mm. Như vậy hai đơn vị này cũng ngay liền kề nhau. Nó là mét vuông, cm vuông, mm vuông đúng không? Nó là hai đơn vị liền kề nhau sẽ hơn kề nhau 100 lần. 8 cm vẫn giữ nguyên đúng không? 15 mm đổi sang cm vuông sẽ là 0,15. Vậy là sẽ là 8,15. Đây cũng vậy. 3 mm vuông đổi sang cm vuông sẽ là 0,03 cộng với 17 là 17,03. Tiếp theo bài 3. Cái số thập phân thích hợp được chuẩn từ mét vuông sang hana. Ta có một ha thì bằng 10.000 mét vuông. Đây là 5.000. Nếu mà 50.000 mét vuông thì nó sẽ là 5 ha đúng không? Bây giờ nó chỉ có 5.000 thôi thì nó là 0,5 ha. Một ha bằng 10.000 mét vuông có nghĩa là 10.000 thì là từ đây từ mét vuông đổ sang ha nó sẽ là 0, nó sẽ là phẩy đúng không? Phẩy là sau cái số, sau dấu phẩy là phần thập phân nó sẽ là có 4 chữ số. 10.000 là có 4 chữ số không, vậy là sau đó phải thập phân này nó phải có 4 chữ số là 2 4 7 2, và đây phải là 0. Đấy. 1 ha sẽ bằng 0,01 km vuông. Như vậy thì 23 ha thì sẽ là 0,23 km vuông. 14. Viết số tích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Mẫu 4,27 mét vuông bằng 427 decimét vuông. Ở đây ta đổi từ số thập phân sang số tự nhiên. Cách làm 4,27 mét vuông bằng 4 đổi ra mét vuông, vẫn là đây là phần nguyên vì nó thật là 4 mét vuông đúng không? Đấy, 27 phần 100. Sau dấu phẩy hai chữ số là phần thập phân này có hai chữ số thì nó sẽ là phần 100. Vậy 27 phần 100 nó sẽ bằng 4 mét vuông. 27 phần 100 mét vuông sẽ bằng 27 decimét mét vuông, và sẽ bằng 427 decimét mét vuông. Tương tự ý A chúng ta sẽ làm ra nháp, sau đó chúng ta viết kết quả vào đây. Mét vuông sẽ bằng 3,73 phần 100 mét vuông sẽ bằng 3 mét vuông, và cái này sẽ đổi ra là decimét vuông.
73 đề xi mét vuông là sẽ bằng 3 đề 3 mét vuông thì sẽ là 300. 300 đề xi mét vuông vậy là 373 đề xi mét vuông. Đấy, vậy ta điền là 373. Tiếp theo ý B. 4,35 mét vuông sẽ bằng, đầu tiên sẽ đổi ra mét vuông trước. 4,35 phần 100 nó sẽ bằng 4 mét vuông. 35 phần 100 mét vuông sẽ là 35 đề xi mét vuông. 4 mét vuông sẽ bằng 400 đề xi mét vuông cộng với 35 là 435 đề xi mét vuông. Vậy điền 435. C. 6,53 km vuông. Đổi ra HA. Đây là vẫn để là km vuông. 6,53 phần từ km vuông đổi ra HA. 1 km vuông bằng 100 HA. Như vậy sẽ bằng 53 và 100. Nó sẽ bằng 6 km vuông sẽ bằng 600 HA. Đúng. Vẫn là 6 km vuông. Và đây sẽ là đổi ra A là 53 HA. 6 km vuông, 1 km vuông bằng 100 HA thì 6 km vuông bằng 600, 600 cộng 53 bằng 653. Từ HA đổi sang mét vuông. Ta có 1 HA bằng 10.000 mét vuông. Sẽ bằng 3 5 phần 1.000 10.000 5 phần 10.000. Nó sẽ bằng 3 HA. Cái này cái 5 phần 1.000 10.000 HA là đổi ra mét vuông. Thế là 0,53. Là 5.
5 mét vuông. Ba ha sẽ bằng 30.000 mét vuông. 30.000 cộng với 5 bằng 30.005 mét vuông.